Chào mọi người nhé. Đây mình hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là khóa của hãng Pháp nhé. Khóa của Pháp. Ở đây có hai loại. Thì nó có hai dòng để hãm, một dòng là zig zag thì dây luồn qua này. Thì cái loại này là chuyên cho thợ cưa cây rồi. Thì thợ cưa cây chắc là nếu mà ai đã tìm hiểu về đồ an toàn thì chắc sẽ nhìn thấy người ta sử dụng cái này khá nhiều. Còn loại này liên quan đến là an toàn hãm dây, hãm trượt nhé. Thì cái này hai cái này đều cái này là chắc chắn phải đi dây đôi, nếu mà muốn đi dây đơn nữa thì có một cái phụ trợ nữa, loại này thì vừa đôi vừa đơn đều được. Đây thì vì sao những sản phẩm này lại đắt? Trước tiên nó là thương hiệu nổi tiếng rồi, cái này nổi tiếng gọi là nhất thế giới rồi, không bàn cãi gì nữa. Với hai là chất liệu nó tạo ra độ bền thì mình khẳng định nó cực tốt luôn, vì người ta bảo câu tiền nào của đấy, giá thành nó cao hơn rất là nhiều. Đây tất cả đều có tem mác nơi sản xuất đấy. Nói chung các bạn nhìn đồ xịn nó sẽ vẫn khác hơn đồ không xịn bằng. Đây các bạn nhìn nhé, đó thì hai loại này là khá cao rồi. Các bạn bảo là sao không nhập những đồ đắt tiền, thì thực sự mình nói một câu là những đồ đắt tiền này các bạn chỉ cần nhập một bộ như mình như này này, mỗi sản phẩm mình nhập một cái là nó đã chết vốn rất là nhiều rồi. Thì các bạn hỏi một cái bao nhiêu tiền, toàn vài triệu thì các bạn biết là đọc một sản phẩm lên vài triệu thì mình làm đến bao giờ mới đủ vốn, trừ khi những người đam mê này hay là có điều kiện hơn thì người ta mới sắm thôi. Còn mình nói thật là anh em thợ cưa hay là Thái Lan thì thực sự là những cái này nó quá túi tiền của mình á, nên là mình có lấy thì mình cũng chỉ lấy mấy bộ để về gọi là làm sản phẩm thôi, còn nếu mà ai cần đặt sản phẩm gì mình cũng lấy được hết. Nhưng mà quan trọng là các bạn phải cọc tiền trước, còn những sản phẩm này nếu mà lấy thì ít nhất đợi nửa tháng đến một tháng thì hàng mới về, vì hàng này toàn hàng nước ngoài thôi, ở Việt Nam mình hầu như không có sẵn đâu. Những cái này thì mình cũng thích cái sản phẩm này thì mình nhập về thôi, mình lấy về thôi. Những sản phẩm này đắt lắm, nhưng mà giá đắt nhưng mà độ bền thì mình khẳng định là cái này sử dụng 5 đến 6 năm thoải mái, mà sau này các bạn sử dụng cần thanh lý cứ nói với mình đều lấy lại được hết. Vì những cái sản phẩm nó hãng chính hãng ấy, đắt tiền ấy thì nó cực có giá trị luôn. Cũng như kiểu các bạn một cái máy cưa loại Trung Quốc ấy, các bạn có khi dùng hỏng rồi bảo ai mua người ta cũng không mua đâu. Còn những cái hàng chính hãng như cả Hu hay Estin, những cái hàng tốt đấy, các bạn hỏng có xác máy người ta vẫn thu mua vì lý do là nó là hàng tốt đó. Nên là các bạn chú ý giúp mình là nếu ai cần thì cứ cần hình ảnh loại nào mình nhập được, nhưng quan trọng là giá thành và cọc tiền trước thì mình mới lấy. Còn những cái sản phẩm này thì các bạn như bảo là cứ lấy về mình ấy thì mình không bao giờ lấy đâu. Thực sự các bạn hình dung là lấy về có cái có sản phẩm đến chục triệu, hơn chục triệu, như cái đai đấy nó hơn chục triệu, nó mười mấy triệu thì các bạn bảo cứ lấy về. Ừ mình lấy về, thế lúc đấy các bạn không lấy thì mình lại để chết vốn, thế thì có mà sập tiệm mà đó nhá. Nên các bạn chú ý giúp mình, những sản phẩm đắt tiền mình đều lấy được hết, nhưng quan trọng là các bạn phải cọc tiền thì mình mới lấy, còn không thì mình không lấy đâu nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình, chào mọi người nhé.